Và xin chào mừng bạn quay lại kênh của mình, và mình là Hồng Đan. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn bạn cách để mình chạy một chiến dịch về cam du lịch, và cụ thể là chiến dịch bán vé máy bay. Và trên AccessTrade thì có rất là nhiều những cái cam về du lịch, ví dụ như là đặt vé du lịch nè, đặt phòng khách sạn nè, hoặc là đi xe taxi chung. Đó, ngoài ra thì có cái dịch vụ là đặt vé máy bay, thì mình có ba dịch vụ, đó là GoTaddy, AtaDi và Booking. Thì mỗi một nhà cung cấp dịch vụ thì sẽ có một chiến lược riêng. Ví dụ như với GoTaddy thì trên mỗi một lần mua thì sẽ được 63.000. Đó, ví dụ như người đó mua 3 vé, 5 vé thì mình vẫn được là 63.000 trên một lần mua đó, một lần book đó. Nhưng mà AtaDi lại khác. AtaDi thì họ tính theo đầu vé và tính theo là khách hàng mới và cũ. Nếu mà khách hàng mới là họ chưa có đăng ký tài khoản trên AtaDi thì họ sẽ được họ đặt một vé thì mình sẽ được là 30.000 trên một đầu vé. Nhưng mà nếu mà họ là khách hàng rồi thì mình sẽ được là 12.000. Mình sẽ vào đây cho bạn xem nha. Mình sẽ được là 12.000 đối với khách cũ. Và AtaDi thì nó sẽ có một cái lợi là nó sẽ tính theo đầu vé. Ví dụ như người đó họ book một lần là vé khứ hồi và người đó là người mới thì mình sẽ được 60.000 đó. Còn ví dụ như người đó đi gia đình, họ book là 4 vé và họ chọn là khứ hồi luôn thì mình sẽ được là 8 vé, và khách mới là mình được là 240.000 trên một lượt book đấy. Và có một số nếu mà họ đi nhiều, họ đi theo đoàn gì đó thì họ đúc bút là 30 vé, 50 vé gì đó, thì mình sẽ có rất là nhiều cái phần bút đó trên mỗi một lượt vé. Còn ví dụ như là của cái thằng thằng GoTaddy, qua đây nha. GoTaddy thì nó lại khác. GoTaddy thì là một lần bút liền mình được 63.000, và nó là đây đâu ạ? Với mỗi hành động thanh toán vé thành công nè, không quan tâm là có bao nhiêu vé trong lượt book. Ví dụ như người đó book 3 vé, 5 vé thì mình vẫn được là 63.000 đó. Thì vé đó bao nhiêu mình không cần biết thì mình vẫn được là 63.000 trên một lượt book vé. Còn nếu đối với chiến lược của thằng Booking ở đây Booking ở đây thì với một đầu vé là dưới 3 triệu đồng thì mình 25.000 trên một đầu vé. Từ 3 triệu đến 5 triệu thì mình được là 77.000, còn trên 5 triệu đồng thì mình được là 152.000 tối đa. Thì ở Booking thì nó sẽ tính theo là cái giá trị đơn hàng, và nó sẽ tính theo cái giá trị đơn hàng, và giá trị đơn hàng nó tới đâu thì nó sẽ trả hoa hồng tới đó. Thì tùy vào cái mục đích và bạn muốn chọn cái nhà cung cấp dịch vụ nào thì nó vẫn có cái tối ưu của nó đó. Thì cái của thằng Booking này thì ví dụ như là người đó đi nước ngoài và họ book vé trên 5 triệu thì có là 152.000. Nhưng mà nếu như mà bạn có thể là chọn là AtaDi này thì nó sẽ hay hơn. Ví dụ như AtaDi này thì mỗi một đầu vé là nó chỉ là 12.000 hoặc là 30.000 thôi. Nhưng mà nếu mà người đó họ book nhiều vé thì mình sẽ được tính trên đầu vé, nó khác hơn hai cái kia. Và AtaDi thì ví dụ như họ book một vé là 300, 400 thì mình vẫn được là 12.000 hoặc là 30.000 đó. Ví dụ như họ book khứ hồi hoặc là họ book cái gì đó thì nó sẽ tính trên đầu vé. Vì ngày hôm nay mình sẽ chọn cái chiến dịch là AtaDi để mình hướng dẫn bạn chạy cái chiến dịch quảng cáo cho cam du lịch đặt vé máy bay. Và một số cái lưu ý mà bạn nên lưu ý là tránh cái tình trạng mà khi mà bị cái nhà cung cấp dịch vụ đó họ họ biết mà bạn chạy cái từ khóa không đúng và họ khóa tài khoản và họ không thanh toán cho bạn á, thì lúc đó thì rất là đáng tiếc. Ở một số người rất là nhiều mà họ chạy dính cái từ khóa thương hiệu và họ bị khóa tài khoản như là không có chi trả hoa hồng đó. Cho nên là mình nên lưu ý một xíu là cái lưu ý này nè, là không được phép quảng cáo đường dẫn trực tiếp, là mình chạy trực tiếp đến cái trang web của AtaDi á, và bao gồm những cái từ khóa như là AtaDi, AtaDi VN, AtaDi Việt Nam, đặt vé AtaDi gì đó, đó là mình không được chạy. Và những cái từ khóa dài có AtaDi thì mình cũng không được chạy. Ví dụ như đặt vé máy bay giá rẻ AtaDi hoặc là đặt vé máy bay AtaDi thì mình không được chạy cái từ khóa đó.
bởi vì là cái từ khóa thương hiệu là họ đã có thương hiệu rồi, cho nên là mình không có được phép mà chạy cái thương hiệu này. Nếu mà bạn chạy vẫn được nha, nhưng mà khi mà họ phát hiện rồi thì họ sẽ hủy toàn bộ cái hoa hồng luôn, cho nên là đáng tiếc. Ví dụ như hoa hồng của bạn là bao nhiêu tiền đó thì họ phát hiện được bạn vi phạm, ví dụ như lúc trước tới giờ bạn không vi phạm, nhưng mà ngày hôm đó bạn tạo thử để bạn chạy coi nó như thế nào, họ vô tình thì bên kia họ phát hiện ra là cái từ khóa đó bạn bị dính, cho nên là nó sẽ không có chi trả những cái lần hoa hồng trước luôn, cho nên là bạn lưu ý cái này. Thì một xíu mình sẽ hướng dẫn cái cách mà mình sẽ không có chạy cái từ khóa thương hiệu này. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy cái link, và lưu ý thứ hai là khi mà mình tạo link để mình chạy á, trực tiếp á, thì bạn lưu ý một cái nữa là mình hạn chế, và nếu như cần thiết thì mình không có chạy cái link rút gọn luôn. Bởi vì sao? Cái link rút gọn này á, thì một số cái link nó có thể nó bị lỗi mà mình không biết á, mà Google nó phát hiện ra link bị lỗi thì vô tình chung là nó sẽ khóa cái tài khoản chạy quảng cáo của bạn luôn. Đó thì khóa tài khoản rất là nguy hiểm. Thứ nhất là nếu như tài khoản của bạn trong đó có tiền thì mình sẽ lấy không được, và nếu mà có lấy thì cũng rất là gắt gói, mình có lấy rồi mà lấy là lu bu nhưng mà mình bỏ luôn đó. Thứ hai là nếu như mà cái tài khoản của bạn đã bị khóa rồi á thì nó đã bị dính đen rồi, cho nên khi mà bạn tạo những cái tài khoản mới để mà chạy á, thì nó sẽ không có được ưu tiên hơn, bởi vì là bạn cái tài khoản của bạn đã bị khóa rồi đó, cho nên là Google nó sẽ lưu ý những cái tài khoản đó, và sau này bạn có bị vi phạm á, thì bạn rất là dễ bị khóa cái tài khoản đó luôn. Cho nên mình lưu ý là mình hạn chế hoặc không nên chạy cái từ khóa cái link tiếp thị liên kết bằng cái link rút gọn đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tạo link nha, bạn click vào một product link ở đây, đồng ý với các quy định của bên nhà cung cấp dịch vụ này. Giờ mình sẽ lên cái trang web là Atari. Atari.vn. Mình sẽ chạy vào cái trang chủ này. Đó, copy cái đường dẫn này nha. Sau đó bạn vào đây bạn dán vào này. Rồi. Còn cái mục thông tin thêm này, ví dụ như nguồn chiến dịch, cách tiếp thị hoặc là gì đó. Ví dụ như cách tiếp thị là mình sẽ chạy quảng cáo bằng Google, mình gọi hai chữ AG để mình nhớ là sau này nó có chuyển đổi là nó chuyển đổi từ cái nguồn nào. Đó, tạo link. Rồi ok, cái phần tạo link là nó đã xong. Thì nó có hai link nè, link rút gọn là bit.ly, còn cái link thứ hai là link dài. Cho nên lưu ý là sau này mà bạn có chạy những cái link ẩn á, thì mình nên để cái link dài như thế này. Đó thì nó sẽ an toàn hơn là mình chạy cái link ngắn. Đôi khi là link ngắn nó bị lỗi mình không biết, và vô hình chung là Google họ sẽ khóa luôn. Nếu mà có vấn đề thì họ sẽ lưu ý cái tài khoản của mình đó. Cho nên mình chạy từ khóa dài luôn đi. Rồi trước khi chạy thì bạn nên tìm một số cái từ khóa, ví dụ như mình có là 6 cái từ khóa này để mình chạy. Và cái lượng search trung bình của mọi từ khóa này, ví dụ như từ khóa là vé máy bay giá rẻ thì có khoảng là 201.000 cái lượng tìm kiếm trung bình đó. Cái quảng cáo này á, nó bạn nên lưu ý là mình sẽ chọn những cái từ khóa mà mình có người ta quan tâm đến, người ta tìm, thì lúc đó mình mới có đơn hàng. Chứ mình tìm những từ khóa mà không có ai quan tâm hoặc là Google quan tâm ít thì nó sẽ không có hiệu quả đó. Tức là không có ai mà click vào mẫu quảng cáo của mình thì vô hình chung là họ không có mua hàng, và không có mua hàng thì mình sẽ không có ra cái đơn hàng. Đó là khác với sale. Thì sale thì mình tập trung những cái từ khóa mà nó ở dạng thấp này kia để cho nó dễ lên top. Còn chỗ quảng cáo này thì mình nên chọn một số từ khóa mà có cái lượng tìm kiếm tốt á, để có người ta quan tâm thì người ta mới chọn cái dịch vụ của mình chẳng hạn. Nào ví dụ như vậy, thì hiện nay mình có là khoảng 6 từ khóa này để mình chạy. Đó, trước khi mà chạy quảng cáo thì bạn nên tìm những cái từ khóa này. Đó thì công cụ lập kế hoạch từ khóa thì của thằng Google nó có sẵn. Đó thì ở đây, đó trên cái thanh Google AdWords này thì nó có sẵn luôn, cho nên mình tìm ở đây cho nó dễ ha. Đó thì ở đây nó có công cụ tìm những từ khóa luôn, và cái lượt search bao nhiêu đó. Đó thì bạn chỉ cần là gõ cái từ khóa vào đây thôi. Ví dụ như là vé máy bay. Đó thì mình click vào một
lấy ý tưởng thì nó sẽ ra những cái từ khóa liên quan, từ khóa vé máy bay là ví dụ như cái từ khóa vé máy bay giá rẻ thì nó có lượt search là khoảng 201.000. Và bạn lưu ý là cái số lần tìm kiếm chính xác này là khi nào mà cái tài khoản của bạn nó đã cắn tiền của Google á thì nó mới hiện cái số chính xác này. Còn tài khoản của mình mà chưa cắn tiền thì nó sẽ hiện là từ bao nhiêu tới bao nhiêu thôi, ví dụ như từ 1.000 tới 200.000 ví dụ như vậy. Đó thì mình sẽ lọc ra một số cái từ khóa thôi. Chạy hết cũng được nhưng mà chạy hết thì nó không tốt, không tốt cho cái quảng cáo của mình ha. Mình lọc ra một số từ khóa để mình chạy. Rồi ok, mình đã lọc ra nè, lọc ra được 6 từ. Rồi theo mình thấy thì 6 từ nó cũng ổn rồi, không chạy nhiều cũng không nên. Rồi bây giờ mình sẽ click vào chạy cái tài khoản này bị khóa rồi nè. Thì mình chạy cái này demo ha, demo cho bạn biết là cách chạy như thế nào. Rồi mình sẽ chọn là gì mà tìm kiếm. Ở đây thì nó sẽ có là 2, 4 và 5 cái lựa chọn. Lựa chọn chuẩn là các quảng cáo văn bản định đến mục tiêu theo từ khóa hiển thị. Còn cái thứ hai là tất cả tính năng. Thì nếu như mà bạn chạy thông thường thì bạn nên chọn là chuẩn ha. Đó thì nó sẽ có những cái chuẩn nhất. Nhưng mà nếu mà bạn muốn chạy tốt hơn thì bạn chọn tất cả tính năng. Đó thì tùy theo mục đích của mình thì cái nào cũng tốt hết. Rồi bây giờ mình sẽ tên chiến dịch thì mình ví dụ như mình ghi là booking ta đi. Đó rồi. Còn cái ở đây thì mình nhận giải bao gồm các đối tác tìm kiếm. Mình chọn mạng tìm kiếm Google không thì họ search Google thì họ thấy. Còn bao gồm các đối tác tìm kiếm thì ngoài Google ra thì họ vẫn thấy cái mẫu quảng cáo của mình. Thì mình sẽ chọn này đi cho nó đầy đủ hơn. Còn địa điểm ở đây mình chọn Việt Nam cũng được, nhưng mà chọn Việt Nam thì nó sẽ rộng quá. Đó thì có rất là nhiều nơi mà họ sợ nó rộng quá. Cho nên thì nếu mà chạy cao du lịch thì bạn để ý là mình có thể là chọn một số cái địa điểm du lịch. Đó bởi vì sao? Bởi vì là những cái nơi mà địa điểm du lịch này kia thì người ta rất là chuộng mua vé máy bay để họ đi du lịch. Đó thì mình lợi dụng những cái nơi đó để mình bán cái sản phẩm của mình về du lịch. Đó, ví dụ như mình chọn một số cái địa điểm du lịch như là ở Vũng Tàu. Đó. Nha Trang. Đó. Hoặc là Đà Lạt. Đó, mình sẽ chọn một số cái địa điểm du lịch. Đó, ví dụ như là Ninh Bình. Ví dụ như mình chọn là Hội An là thuộc Quảng Nam, thành phố Hội An nó khác với thành phố Quảng Nam nha. Rồi ví dụ như mình chọn là Huế. Đó, mình chọn một số cái địa điểm du lịch ha. Rồi ở đây thì mình sẽ có là 6-7 địa điểm du lịch gì đó. Tiếp theo là cái vị trí thì ở đây nó sẽ có 3 cái lựa chọn. Lựa chọn là những người đang ở, đang tìm kiếm hoặc là thể hiện sự quan tâm. Đó, ví dụ như mình đang quan tâm, mình đang ở Sóc Trăng nhưng mà mình search cái từ khóa là đặt vé máy bay tại Vũng Tàu thì nó sẽ hiện cái mẫu quảng cáo đó cho mình nếu như mà bạn chọn cái này. Còn nếu mà mình chọn là những người trong vị trí được nhóm mục tiêu thì ví dụ như bạn chọn những người này mà không có Sóc Trăng thì mình đang ở Sóc Trăng và mình search cái từ khóa là đặt vé máy bay giá rẻ, săn vé bay giá rẻ thì nó sẽ không có hiện cái quảng cáo này của bạn. Đó, và mình sẽ không có thấy cái quảng cáo này. Còn những người đang tìm kiếm vị trí được nhóm mục tiêu của tôi, cái này là đó như nó cũng tương tự như trên đó. Thì tùy vào cái chiến lược của bạn mà bạn chọn cái nào cũng được ha. Còn mình thì mình thích chọn cái này thì nó chính xác hơn. Ví dụ như mình target những cái người mà tại nơi này thì những người khác tại nơi khác thì họ sẽ không có thấy cái mẫu quảng cáo của mình, thì mình sẽ đỡ được cái phần chi phí ha, chi phí quảng cáo. Bởi vì quảng cáo này sẽ tính là cái chi phí mình bỏ ra cũng như là chi phí mình thu vào như thế nào. Nếu như là chi phí mình bỏ ra mà nó cao hơn chi phí thu vào thì coi như là mình lỗ ha. Nếu như huề thì mình vẫn lỗ, bởi vì là tiếp thị liên kết thì họ sẽ chi trả hoa hồng của mình là khoảng 48 ngày cho tới 50 ngày. Đó thì cái tiền của bạn sẽ bị âm. Cho nên là, nhưng mà quan trọng là
chưa chắc là họ mua, họ đặt xong và họ sẽ thanh toán và mình sẽ có hoa hồng ha. Một số cái trường hợp là họ hủy nè, tức là họ đặt rồi họ không có thanh toán là họ hủy nè. Cho nên là mình lưu ý là mình sẽ tiết kiệm được cái gì thì mình tiết kiệm. Đó, ở đây thì mình sẽ chọn một số tỉnh thành lớn thì cái người dùng họ quan tâm nó sẽ nhiều hơn. Đó thì mình sẽ tiết kiệm được những chi phí đó, mình chọn toàn quốc cũng được. Nhưng mà toàn quốc á, thì người ta search nhiều và người ta click nhiều á, thì cái chi phí của mình bỏ ra nó sẽ không có lãi chẳng hạn. Đó, thì tùy vào cái chiến lược của bạn. Nếu mà ngân sách lớn á, thì bạn chọn cái lớn hơn thì mình chạy. Còn ngân sách nhỏ thì mình nên chọn một số cái nơi để mình chạy thôi. Và chạy như vậy á, thì mình cũng ít cạnh tranh với những người khác nữa. Đó, không phải là họ chạy thành phố lớn họ có đơn hàng nhiều, không phải ha. Quan trọng là cái sản phẩm mà mình bán á, là cái nơi đó người ta quan tâm nhiều hay không, và cái nơi đó người ta có nhu cầu mua sản phẩm nó nhiều hay không. Đó, không phải là cứ thành phố lớn là mình chọn là có đơn, không phải đâu nha. Đó, tùy vào sản phẩm mình bán nữa. Rồi, mình sẽ chọn là những người tại đó. Rồi, loại trừ nè. Loại trừ là những người trong vị trí trừ tôi, là bạn chọn ở đây là sẽ không có mẫu quảng cáo hiện luôn hả. Rồi, mình sẽ chọn ở trên đó, những người đang ở, đang tìm kiếm hoặc thể hiện sự quan tâm đến vị trí bạn loại trừ. Chọn ở trên. Rồi, ngôn ngữ tìm kiếm thì nó sẽ hiển thị là ngôn ngữ tiếng Việt. Ở đây bạn chỉnh sửa đây ha, chọn nó hiển tiếng Việt và tiếng gì đó, tiếng Anh gì đó. Nhưng mà lưu ý là bạn nên chọn tất cả luôn đi ha. Chọn tất cả luôn. Đó, tất cả những ngôn ngữ tìm kiếm ở đây. Rồi, cái giá thầu mặc định thì ví dụ như mình chọn ở đây là 1.000 đồng ha. 1.000 đồng cho một người. Nhưng mà cái giá thầu này mình có thể thay đổi được đó. Ví dụ như cái từ khóa đó mà nó thấp hơn 1.000, nó ở 800 đồng hoặc là 700 đồng gì đó thì mình chỉnh xuống. Hoặc là từ khóa đó nó là 1.300 đồng hoặc là 2.000 đồng gì đó thì mình có thể chỉnh lên. Còn ngân sách này á, thì mỗi một ngày á, mỗi ngày chi tiêu. Thì ở đây ví dụ như một ngày bạn cho nó là 100.000 thì mỗi một ngày nó chi tiêu không quá 100.000 hoặc là hơn 100.000 một xíu đó. Nhưng mà lưu ý là cái AdWords này nó khác với quảng cáo Facebook, là quảng cáo Facebook là quảng cáo hiển thị, cho nên là 100.000 nó sẽ xài hết của bạn trong một ngày luôn. Nhưng mà Google AdWords thì nó khác nha, nó hiển thị nhưng mà khi mà có khách hàng click vào thì nó mới tính tiền đó. Cho nên thì tại sao lúc đầu mình nói là chọn một số cái từ khóa mà người ta có quan tâm nhiều để có cái lượng click. Nếu mà sản phẩm của bạn mà bạn làm ok hết nhưng mà không có lượt click, bởi vì là bạn chọn những từ khóa người ta tìm kiếm ít, ví dụ như bạn chọn cái từ khóa ABC gì đó mà một tháng có 3-4 lượt click à, cho nên là nó cũng không có hiệu quả à. Đó, thì mình sẽ chọn một số từ khóa mà có cái lượt click tốt để cho người ta quan tâm đến và người ta quan tâm đến sản phẩm của mình. Rồi, còn cách phân phối nè, ở đây thì sẽ có hai cái hình thức ha, phân phối bình thường và phân phối nhanh. Phân phối bình thường tức là 100.000 của bạn thì nó sẽ hiển thị theo khung giờ đó, một ngày nó sẽ chia ra cho bao nhiêu khung giờ và nó sẽ hiển thị luôn phiên cái mẫu quảng cáo của bạn. Còn cái nhanh á thì nó khác à, cái nhanh là khi mà khách hàng nó search cái từ khóa nó ra thì nó sẽ hiện cái mẫu quảng cáo của bạn luôn. Và ví dụ như một ngày bạn chạy 100.000, nhưng mà nếu mà cái từ khóa nó hot á, thì ví dụ như trong vòng 1 tiếng đồng hồ nó sẽ click hết cái tiền này à, thì tùy vào cái ngân sách cũng như là cái mục đích mà bạn chạy quảng cáo thì bạn chọn cái nào cũng được. Đó thì mình chọn bình thường thôi, cho cái mẫu quảng cáo của mình nó luân phiên nó hiển thị ha. Còn cái tiện ích mở rộng quảng cáo nè, thì ở đây nó sẽ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 cái tiện ích. Thì nếu mà mình chạy tiếp thị liên kết thì mình sẽ quan tâm tới hai cái tiện ích thôi, là liên kết trang web với lại chú thích thôi đó. Rồi ví dụ như liên kết trang web á, là mình click vào đây. Đó, nó sẽ hiện cái đây ha. Nó sẽ load một xíu. Thì liên kết trang web á, tức là mình sẽ tạo ra những cái mẫu con ha. Những cái mẫu con ha. Cái phần này mình cũng để cũng được mà không để cũng được ha. Để cái mẫu của mình nó đẹp hơn và nó sẽ có cái nhiều lượt click hơn. Nhưng mà ở đây, đó. Thì ở đây nó sẽ lưu ra một số cái mẫu mà mình đã làm sẵn nè. Nếu chưa lưu á thì bạn sẽ tạo mới bằng cách là thêm liên kết. Rồi văn bản, ví dụ như mình đang chạy là
săn vé bay ha. Ví dụ ở đây nó có những cái chương trình như là săn vé Tết nè, săn vé Tết nè, 2018 nè. Đó, ở đây mình sẽ được đặt cái link URL cuối cùng ha, là cái link mà dẫn đến cái trang đó, đó. Rồi ở đây bạn sẽ ghi ví dụ như click vào đây để cho nó tối ưu di động ha. Click vào đây là săn vé máy bay Tết 2018 ha. Đây mình lưu ví dụ ghi thêm là lưu ý ha. Số lượng có hạn đó. Đó, để mình tạo ra được cái kích thích cái nhu cầu của người ta để người ta ra quyết định nhiều hơn đó. Mình không có ghi cái này thì đôi khi là người ta chưa có mục đích để người ta đặt trước đó. Bởi vì thời điểm hiện tại là một số người ta đã đặt vé Tết rồi. Rồi còn cái chọn URL ở đây thì mẫu theo dõi thì bạn chọn cái link tiếp thị liên kết ha, gắn cái link tiếp thị liên kết vào đây. Đó, đây là mình sẽ tạo ra những trang web con. Rồi, mình tắt ha. Còn chú thích nè, chú thích thì mình sẽ tạo ra được là những cái phần chú thích thêm. Cái này nó sẽ làm cho cái mẫu quảng cáo của bạn đẹp hơn thôi. Đó, nhưng mà mình thêm cái này thì nó sẽ tốt hơn cho quảng cáo của mình. Rồi mình sẽ đặt ví dụ như chọn là đặt tour online giá rẻ hơn. Đó, ví dụ như khuyến mại vé không đồng, cam kết luôn hài lòng. Đó, rồi thanh toán an toàn, ví dụ như vậy sẽ chọn ha. Đó, nó tối đa cho bạn như là 6 đến 8 cái chú thích gì đó, mình chọn 4 ha, 4 là đẹp rồi. Rồi ở đây thì mình vẫn để cái y nguyên ha, để y nguyên vậy đi. Rồi tiếp theo là mình chọn tiếp tục và lưu và tiếp tục. Rồi ở đây là phần quan trọng nhất nè. Cái trang này là cái trang quan trọng nhất nè. Là cái trang mà mình đặt cái mẫu quảng cáo của mình. Rồi tên nhóm quảng cáo là ví dụ như mình ghi là A1 đi ha. A1 mình nhớ là nhóm này A1. URL cuối cùng thì mình lấy cái này, mình lấy cái URL này ha. URL chính của trang này, gắn vào đây. Đó, nó sẽ hiện ở bên cục bên phải là nó sẽ hiện ra cái mẫu quảng cáo của mình nè. Đó, cái trang web chính là Atadi nè. À, ta đi. Rồi tiêu đề 1 nè, ví dụ như mình ghi là tìm vé máy bay giá rẻ. Thôi chữ tìm này không được đẹp, mình ghi là săn nha, săn cho nó hay hơn. Săn nè. Đó, cái này thì hay hơn ha, dịch vụ đặt vé máy bay giá rẻ. Rồi cái tiêu đề đầu tiên là nó sẽ hiện ra như này. Rồi tiêu đề thứ hai thì mình ghi là ở đây mình xem là nó có cái chương trình gì hay không. Đây săn vé Tết ha, mình ghi ha, săn vé Tết 2018 đó. Cái tiêu đề này á, nó ở đây nó cho bạn là 30 ký tự á, đâu có phải không đây. Đó, mình một số người họ ghi hết 30 ký tự này luôn, nhưng mà mình thấy mình ghi cái nội dung cho nó hay thôi, không nhất thiết là mình phải ghi hết cái ký tự đó đâu. Ghi hết thì phải nó dài dòng, ví dụ như mình ghi là thì nó sẽ nhảy dòng xuống này nè, thì nó sẽ không có đẹp hơn, ví dụ như vậy. Đó, mình ghi như này là đẹp rồi. Cái mẫu của mình là nó đúng vừa đúng một dòng ha, thì nó ok hơn. Đó, thì hiển thị trên máy tính để bàn nó sẽ hiển thị như vậy. Hiển thị trên thiết bị di động nó sẽ hiển thị như thế này. Đó, dịch vụ đặt vé máy bay giá rẻ săn vé Tết 2018 đó, ví dụ. Rồi mô tả này mình sẽ ghi cái thông tin cho nó hay hơn để mình thu hút cái người dùng họ click vào đây. Ví dụ như mô tả là so sánh vé các hãng trực tiếp. Đó. Rồi.
Rồi ok, đẹp luôn nè. Rồi còn cái này, hồi nãy giờ mình chưa gắn cái link tiếp thị liên kết ha. Bây giờ ở đây mình sẽ gắn nè, link UGL. Thì ở đây mình sẽ dán cái link cũ vào đây, link cuối mình dán vào đây. Còn cái mẫu theo dõi nè, lưu ý là bạn click vào cái mục chấm hỏi nó sẽ hiện UGL bạn muốn mọi người truy cập qua trước khi tiếp cận trang đích đó, sử dụng UGL này để thiết lập theo dõi thứ ba. Tức là như này, tức là bạn gắn cái link tiếp thị liên kết vào đây á, khi mà họ click vào cái link, cái này là cái link để nó hiển thị ra. Còn cái link mà họ click là họ click vào cái mẫu theo dõi cho đây. Rồi mình sẽ lấy link dài ha. Lúc trước thì mình ưa chạy cái link ngắn bởi vì link ngắn nó đẹp, nhưng mà bạn để ý đi, cái link ngắn này, cái đây là cái link ẩn ha. Thường thường cái link ẩn thì mình nên để cái link dài đi ha. Mình để link ngắn thì người ta cũng không thấy đâu. Đó, mình để cái link dài đi cho nó đẹp. À, cho nó tới u đi ha. Đó, mình tay ngắn vào đây. Rồi ok, mình đã có cái link tiếp thị liên kết. Tức là cái link này là cái link chính mà khách hàng click nè. Còn những cái link này là cái link mà nó hiển thị ra thôi. Đó, nó hiển thị cho nó đẹp như vậy thôi. Còn khi mà khách hàng click vào cái link này thì nó sẽ click vào cái link này trước ha. Click vào cái link tiếp thị liên kết của mình trước. Đó, còn cái link này là cái link mà nó hiển thị như thế nào ha. Rồi ok. Ở dưới đây cái mục mà nhập từ khóa này nó cũng gợi ý cho mình là một số cái từ khóa này nè. Bạn có thể chọn được ha. Đó, rất là nhiều những cái gợi ý ha. Săn vé máy bay siêu rẻ, săn máy bay giá rẻ này kia vân vân, rất là nhiều. Bây giờ mình đã có cái 6 cái từ khóa này thì mình sẽ chọn cái từ khóa này của mình luôn đi. Rồi mình dán đây. Rồi ở đây mình đang có là 2, 4, 6 từ khóa. Rồi cái mục là lưu ước tính lưu lượng tìm kiếm. Mình click vào đây ha, để mình xem là trong 6 từ khóa này á, là mỗi một ngày á, là nó có bao nhiêu lượt click. Đó, nó ghi nè, với ngân sách là 100.000 và CPC, tức là cái giá thầu của mình là 1.000 đồng á, trên mỗi lượt click. Thì nó tính CPC trung bình là mỗi lượt click của mình là nó dao động từ 610.000 cho đến là 700, cái nhập 610 đồng cho đến là 745 đồng mà thôi. Đó, nó không tới 1.000 đồng ha. Và mỗi một ngày thì mình có khoảng là 95 cho đến 117 lượt click, và chi phí mỗi ngày tiêu tốn là khoảng 70-86.000. Đó, ở đây là nó sẽ tính trung bình thôi, cho nên là cái số này là nó sẽ ở dạng sai số ha. Ví dụ như có thể là nó sẽ cao hơn hoặc là thấp hơn cái này. Rồi, tùy theo mà cái mẫu quảng cáo của mình nó tới u như thế nào. Nếu mà mẫu quảng cáo của mình là tới u tốt á, thì nó sẽ có cái giá thầu thấp hơn và cái lượt click nhiều hơn chẳng hạn. Đó, thì như vậy mình cũng yên tâm rồi ha, là mỗi ngày có khoảng là 95-117 người quan tâm tới mẫu quảng cáo của mình. Đó, click vào đây ha. Còn nếu mà chọn những từ khóa ABC đi Z mà không có người quan tâm á, thì không có lượt click thì mình sẽ không có người quan tâm, và không có người quan tâm thì cái mẫu quảng cáo của mình không có ai click, và lúc đó mình không có tạo được chuyển đổi từ cái mẫu quảng cáo của mình. Đó, lưu ý là cái quảng cáo này nó khác, là mình sẽ chọn một số từ khóa có lượt tìm kiếm tốt để cho người ta còn quan tâm tới cái mẫu quảng cáo của mình nữa. Đó, rồi click vào đây ha, lưu lại. Rồi ok, mình đã tạo xong được cái quảng cáo này. Thì ở đây nó sẽ hiển thị là màu đỏ nè, màu đỏ hết nè. Tức là cái từ khóa của mình là giá thầu của nó là khoảng 2.400 cho cái từ khóa là vé máy bay giá rẻ. Đó, thì nếu mà cái giá thầu của mình 1.000 nó thấp quá thì nó sẽ không có hiển thị ha. Không hiển thị là đồng nghĩa là ta không có click. Đó, bây giờ để cho người ta click vào á, thì mình sẽ cho nó tăng lên ha. Ở đây nó gợi ý là 2.400 để mình áp dụng đó. Và bạn lưu ý là 2.400 này á, nó cũng không có xài hết cho một lượt click ha. Ví dụ nó chỉ để như vậy thôi, đôi khi là một lượt click nó không tới 2.400 thôi, ví dụ nó khoảng hơn 1.000 hoặc là mấy trăm đồng gì đó. Đó, nó để như vậy nó ước tính thôi. Còn cái giá thầu của mình mà nó muốn thấp á, thì nó sẽ có một số cái trường hợp là ví dụ như cái điểm chất lượng của bạn tốt và cái mẫu quảng cáo của bạn thu hút người ta click, thu hút so với hiển thị. Ví dụ như là có 10 lượt hiển thị mà có lên 8 hoặc là 6 lượt click rồi, cho nên là cái mẫu quảng cáo của bạn chất lượng thì cái giá thầu nó sẽ thấp hơn. Đó, thì điểm chất lượng nó cao hơn, ví dụ như vậy. Đó, thì nó phụ thuộc vào cái văn bản mà mình ghi á. Rồi tiếp theo mình sẽ vào cái mục là phủ định nè. Thì mình lại tiếp tục vào cái phần này của Atadi ha. Vào phần này. Ở
ở đây thì nó sẽ cấm mình chạy những từ khóa này, cho nên mình sẽ phủ định hết những từ khóa này ha, để nó sẽ không hiển thị ra những từ khóa này. Đó, mình sẽ copy cái này, mình vào đây mình sẽ chọn cái mục là đây, từ khóa phủ định này, chọn cấp độ chiến dịch ha. Cấp độ nhóm là nó sẽ không có, nó sẽ phủ định những cái từ khóa trong nhóm này, nhưng mà mình chọn cấp độ chiến dịch luôn ha, cho nó phủ định cái này. Đó, mình khóa, mình chọn này ha. Rồi ở đây mình sẽ chọn là cái này. Đó. Rồi tương tự như vậy mình chọn cái này ha. Rồi mình sẽ chọn hết. Rồi sau đó mình sẽ cho nó ở phần là trong ngoặc kép hết nha. Rồi mình cho nó trong ngoặc kép hết để mình phủ định khi mà khách hàng search á, nó sẽ không hiển thị những cái mẫu này, và mình hạn chế bị khóa cái tài khoản kiếm tiền từ cái bên AdSense ha. Này là bên AdSense họ đưa chiến dịch này thôi, và khi vi phạm họ gạt xét mà họ thấy thì vô hình chung là họ sẽ khóa này luôn. Rồi cái mẫu quảng cáo của mình nó chưa có chạy liền ha, bạn click vào một quảng cáo này mình xem nó đang xem xét ha. Đó, ví dụ như là nó xem xét là cái link này có đúng hay không, mà link này có bị sai hay không, và cái mẫu quảng cáo mình có bị vi phạm gì không. Nếu mà của mình ok hết thì nó sẽ cho chạy ha. Còn cái thời gian mà nó xét thì khoảng đâu đó từ 15 phút cho tới 1 ngày á. Nếu mà bạn cái tài khoản của bạn tốt thì khoảng 15 phút này nó cho chạy ha. Còn tài khoản của bạn mà nó có một số cái vi phạm đây thì nó sẽ xét lại ha. Nếu mà không được thì nó sẽ ghi là bị từ chối, và nó bạn vào chỉnh lại ha, chỉnh lại một số cái này. Rồi xong cái video mà hướng dẫn cái cách để chạy của chiến dịch đặt vé bay kết thúc tại đây. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy like, share và subscribe giúp mình nha.